Ông ơi, ông làm giờ xong cho con chưa? Bỏ. Tao bảo mày chủ nhật mà. Mấy giờ ông? 2 giờ sang đây. 2 giờ thì có. Vâng, 2 giờ có sang nhỉ ông? Đẹp thế, cái đường này đẹp quá năm rồi. Trồng hoa đẹp thật đấy. Cái trang này bán bao tiền một cân? Vâng. Cái trang này bán bao tiền một cân? Bác mua để cả bó này hay một cái? Cân đi, mua cân đi. Mua bán bó luôn cho bác làm gì cân, đây nó có cân đâu. Bó thì bao nhiêu? Cái này là nó đôi bác ạ. Nó tính đôi ấy. Bác thì thích đôi hay là thích dài? Thích dài một dây hay là thích nhiều dây? Kiểu như để... Chân trâu đấy nhỉ? Ừ thế đây đúng rồi. Đây em để cho bác một bó đi mà. Một bó là bao tiền? Mỗi bó là có 40 cái. Đây em đổ xem bác. Thứ đấy rồi giá thì đã lên bán cho bác đâu để cho bác xem, nếu mà mua thì thoải mái. Rồi như đang nói là cái giá mỗi này là 40 cái. Thì là 40 cái thì là họ mà bác mua không? Để em nói cho bác nghe, bác mà mua ở các quán này họ bán 5.000 cái. Đấy bác mua mãi bác biết. Bác mua mà ở quán ấy
Chỉ là 5.000 cái cạc này, nhưng mà em bán thì là không đến, vì là em bán cho các bác là theo giá giao thôi. Thì còn lấy thì em để cho bác là 40 cái mày, 16,6. Nhưng mà bác lấy thì em để cho bác 150. Đấy còn lấy thì em để cho bác bó. Ủa, bác ấy đi. Thì bởi vì là 40 cái mà, chứ phải hả? 40 cái thì vẫn là 4.000, vẫn là 3.000, 4.342. Rồi bác đỗ đây em bảo này. Bác ơi, em mở hàng cái bác quận căn bản em đừng nào em đỗ rồi mà đây 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 em rút cho bác xem quận nó có đôi ở đây rồi chứ không phải là đây bác giữ đi em rút cho bác xem đây là vẫn thế đấy mà đây bác xem thực tế đây nó có cái khác gì đâu mà thế rút cái quận này giờ có rút được không rút được thì đây bác cứ lấy đấy mà làm gì bác phải rút quận đấy chứ em vẫn quận đấy em rút đây là rõ rút đây là căng này không rút được này vẫn như thế vẫn 40 cái thế em không nói dối bác đâu. Đã bảo em mất công em đỗ đây em để cái bác một quận gọi theo như giá bác là ý là gì hả bác ấy mua ấy gì? Không bao giờ em nói sai đây đầu đây bác đếm đi bác cởi đây đâu đây ừ, cởi ra bác không tin mà cởi ra ừ gặp tư chứ gặp bôi lò đấy đâu đấy đây bác vạch cái đầu ra đây đâu đây bác có bọt ra đây đấy bác đếm đi các biết ngay em là người đi bán như vậy là coi gọi kiểu như mình đi lừa dối mà thôi đến như thế chắc là đủ đúng mà em làm ra chứ không phải là em đi buôn đâu mà nó thiếu một hai cái thì không thiếu một cái nào luôn bác ạ bác yên tâm thì em nói em nói chung là cũng đứng đắn là nói không phải diện chỉ mà bộ nói kiểu như mình cứ nói là nói đây là mình em làm ra xong em đi bán cho các quán còn bán cho các quán mà cũng nói chung là đẹp trai thì chả nói nhưng mình cũng đẹp trai mình đi buôn mình phải giải thích cho trình bày cho mọi người nghe là đúng nhé em xin nhá thật ra em bán rẻ cho bác đấy chứ em đúng là không em ở chỗ Bạch Nhẫn Chu Hưng Ba Trung Mai Nhẫn thì ngay dưới thắng. Ở đây. Gần gần chỗ Mai Trung Mai Thượng. Được không? Mai Trung này rồi, Mai Nhẫn chỗ đi cầu Vát này. Thôi thì cũng bán cho bác quận như thật không bán đâu. Ê, nếu mở hàng đang quay video tối em làm video. Đang quay à? Ừ, lúc nào bác này nhá. Lúc nào bác vào xem kênh Duyên Béo. Em là Duyên Béo. Bác đánh ở YouTube ấy. Cho em xin một đăng ký kênh. Đăng ký kênh nhá. Bác có biết không? Kiểu như là ấn vào cái dấu đỏ đấy. Như là chia sẻ. Không, đây là YouTube cơ. Ấn để chia sẻ thôi chứ không có gì cả. Ấn là có chữ đăng ký kênh đấy. Ví dụ bác mở kênh Duyên Béo là rất nhiều thứ. Em quay diều này, đám cưới này, sinh nhật em làm YouTube. Nếu mà diều thì lên cái thằng Quang ở chỗ. Vâng. Ấy là mẹ nó làm sáo có tiếng luôn ấy. Đúng rồi, ở trên đăng kia trên kia gì? Xuân Phương này. Đúng rồi. Ở huyện Phú Bình. Xuân Phương vẫn rồi. Xuân Phương có bên cầu mà Hà Châu vừa qua. Nó làm thế gì thế làm có tiếng ở cái lúc nào vào là cho em xin một đăng ký kênh em là em tiện quay cái hoa đẹp là em có cố bác lại ở đây luôn đấy nhá bác phải vào là mình đánh chữ cái tìm kiếm là Duyên Béo HD là ra luôn Duyên Béo lúc nào xem thử ủng hộ em một đăng ký kênh không em xin thật đấy thỉnh thoảng vào xem em quay cái gì cho các bác thỉnh thoảng xem. Bác ở đâu? Ừ, đi làm ở xã về ra hả? Nhìn bác đi đâu về công tác đâu về rồi. Không đang nghỉ quay hoa này thì đẹp ở giấy đường này được bác mua quay được cũng là không đắt nhưng mà cũng là thôi bán cho bác một quận như nó lấy may. Đường này hoa đẹp quá. Ừ, để được bác. Không phải bác bỏ hạt ra bác để được trước được mà, không cần để dưới. À đấy, để thế được đấy. Là kín mới được, đấy như thế mới được. Vừa rồi bác để là đúng cái này. Nó tụt xuống này là mới được. Đây, này đi bán trạc đây này. Bán chạc thì lại hơi lắng nhưng mà
Giờ này người ta đi bán không chạy đâm cho mình, bán cũng không được nhiều lắm, bán cũng lửa thôi.